Đây, bà con chúng ta xem cái vườn của chú Ba này, đi cũng rất là nhiều rồi bà con. Tặng lá thì ok ha bà con ha, lá thì xanh vườn rồi. Chú Ba, chú chia sẻ giùm con thấy mấy cái sản phẩm này nè. Chú Ba chia sẻ với bà con xem chút xíu là chú sử dụng nó như thế nào trong cái giai đoạn mà chú làm bông xong thành công rồi đó. Đây. Thì coi như trong cái giai đoạn thì nó đang bông nó đang phát triển, thì coi Dạ. như là tôi xài ba cái bộ này, là Dạ. coi như là siêu áo giáp, siêu kinh si bo và amino sinh học Dạ. đó. Thì coi như là xịt theo định kỳ, và có thể là hai lần xịt cộng thêm một lần thuốc sâu rầy, để là mình giữ cái bông nó không có bị sâu rầy. Dạ. Cái thứ hai nữa là cái nóc ao đọt, mảnh lông nóc ao đọt này thì coi như tôi canh khi mà nó thấy cái lá nó lú mũi giáo thì coi như là tôi đưa này lên. Dạ. Chú coi là cái này nó chống xì cây, không nóng trái, Đúng không rồi, nóng bông, mà bông của mình là cũng sáng rực ha, lá nó đúng cũng rồi, không có bị vì mọi thời người kỳ quay. bông nó chưa có nở thì phải giữ cái bộ lá nó chứ không cho nó ra đọt. Dạ. Thành thử ra tôi canh là có khoảng 10 ngày mười mấy ngày thì mình giờ mình lên đọt, nếu mà nó có thấy lú mũi giáo lai ra là cho thằng nóc ao đọt này lên liền. À, mình không cho trẻ em ra đường luôn. Đúng rồi, Còn cái này là chú có thể kết hợp cộng với sâu rầy đồ được, đúng không đúng chú? đúng rồi Rồi từ giờ nguyên cái bao này đây, HKM Nano là chú rải ở giai đoạn nào? hả HKM Nano này. Thì hôm rồi bông nó ra mắt cua đều hết rồi cũng À, khi chú rải vô chú thấy mắt cua ra sáng luôn phải đúng rồi. không? Ừ, kinh nghiệm tràn trề chứ. Đây có mãnh tướng diệt rầy rồi nữa nè. Nguyên là sản phẩm của công ty hết không à? Thì có công ty xài của công ty không? Mảnh lông nóc ao đọt. Không, mà cái này là đúng hay luôn, mà lông nóc đó đọt Công hay. nhận đúng luôn, là xịt ngày hai ngày ngày trước ngày sau là dòm thấy lá nó quéo lại là mình biết rồi, Nó lá cái lá nó đọt rồi, cái lá đang lú ra là nó dúng lại là thấy biết rồi. dạ đây, đây. Đây là khi phun để nó dúng lại luôn nè, phải không chú? Đúng Đây nè, rồi, nó dúng đúng lại rồi, luôn nè. nó thấm thuốc là coi, tất nhiên là cái đọt nó dúng lại rồi, nó không không có khả năng mà nó giọt ra tiếp. Dạ, quá êm luôn. Không, cái tầng lá là sự chú xài nó cũng to cái lá cho hen, lá to thiệt, bóng bóng lá. Mình vô lại cái chỗ này rồi. Vậy là chú Ba xài cái bộ này nè, là phun dưỡng bông nè, phun ra lá luôn, dưỡng lá luôn nè Đúng rồi, đó. Còn cái này á, là chỉ nóc ao đọt này rồi. Còn trước đây là nuôi bông rồi, chú Ba rải HKM Nano nè, đúng không chú Ba? đúng đúng Còn gì rồi, nữa không chú Ba? không coi như đó thôi. Còn nhiêu đó thôi à, để cho mọi người coi bông này. Chú Ba tiễn bông này. Chú Ba, lúc mà mình tiễn bông á là cũng phải cũng gắn mạnh tay hả chú Ba? Mạnh tay chứ đâu có nương tay. Đây là những nhánh này tôi thấy không có khả năng đậu trái, cắt bỏ luôn nè. Bông à, bông mọi người, chú Ba kinh nghiệm, chú Ba để này, vuốt hả chú Ba, vuốt dài hả chú Ba? Đúng rồi, Bên này vuốt này mọi người, vuốt này sâu rầy rồi nó có nó rớt ha chú Ba ha. đúng rồi, Trùm bông không có rệp sáp nào luôn á. Chim mà tối về đây là nó đậu bên này chú Ba. Đậu ngủ trên đọt mà nó yên về dài xuống. Bông là chú Ba là tiễn từ cứ ở ngoài, là chú Ba tiễn vô trước hết, còn giữ ở trong này thôi. Đúng rồi, bởi vì ở trong này nó dễ ấy, mình nhiều khi mình đi kiểm soát đó, mình gặp mình lãi luôn à, Dạ. là nó dễ hơn ở trên cây. Dạ. Rồi. Ơi, cảm ơn chú Ba nhiều. Đậu đi thẳng vô luôn. Dạ. Bữa nay chúng ta quay trở lại cái vườn sầu riêng của chú Nghị ở cái bè Tiền Giang. Thì bà con cũng biết rằng là miền Tây chúng ta là lấy ngắn nuôi dài, ở đây có đu đủ vàng nữa đó bà con. Và chúng ta có thể thấy rằng là đu đủ này là Tết bán được rồi hả chú? Đúng rồi, Tết bán này, này. Đấy. Đu đủ mình trồng nó có kinh tế không chú? Thì nó cũng đạt, Cũng đạt ha. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại câu chuyện là sau một cái thời gian làm bông làm trái, thì bà con chúng ta có thể thấy rằng là đây là chú làm theo phương pháp nào đây chú? làm theo phương pháp của Vinopharm, Vinopharm rồi chú cũng rải lăng xong rồi cũng cũng xiết nước, cải lăng xiết nước rồi tứ tứ gốc rồi xịt tạo mầm, xịt tạo mầm vậy thôi rồi kích bông. Kích bông thì cái kinh nghiệm của chú mà khi nào mà chú xịt tạo mầm, chú có thể chia sẻ với bà con chút xíu. Thì coi như là tứ thần bông trước khoảng tuần lễ, dạ, rồi là bắt đầu xịt tạo mầm. Xịt tạo mầm rồi lá nó mở ra hết cỡ rồi, cái là chú xịt tạo mầm. Đúng rồi, lá nó già xong rồi chú kích bông. Đúng. Chỉ có nhiều đấy thôi, có nghĩa là mục đích của chúng ta là muốn lá nó già xong rồi mình kích bông là thành công.
Bây giờ là mọi người có thể vô đây chúng ta coi một chút xíu à, cái này nó cũng chắc cũng cỡ 10 bữa nữa là chúng ta cũng có thể thấy là sổ nhị từ từ đây à. Cái đây là bữa là chú tiễn bớt rồi chứ phải không? Dạ tiễn rồi, tiễn còn nói chung là cũng còn bông quá trời rồi không bà con. Đây, chùm bông của chúng ta là mọi người có thể nhìn thấy rằng đây là không có bạc lo hả bà con. Đó là mục đích của mình đó là không cho bà con chúng ta sử dụng bạc lo, là cây chúng ta nó sẽ khỏe, nó không có bị suy cây, sau này phục hồi nó dễ. Còn bà con làm theo cái phương pháp bạc lo đó, thì nó sẽ nó ức chế cây, thì cái điều đó là đương nhiên thì ai cũng biết. Và cái cuống bông của chúng ta nó dài ra thì mai mốt cái trái chúng ta nó dính ra dài này, nó không có va chạm với nhau hả chú? Đúng rồi chú. Con hướng dẫn chú một chút xíu sơ sơ ha. Cái này hôm nay thì sẵn một cái chuyến công tác cũng ghé tới vườn của đây là nhân vật chính của chúng ta đây bà con. Thì chú có thể rằng là hôm nay là mình đang sống ở cái thời đại 4.0 rồi ha. Chú có gì chú có chia sẻ với bà con ha. Dạ thì bây giờ bông như thế này rồi chú tiễn không mấy đợt rồi chú? Này tiễn cũng hai đợt rồi đó, nhưng mà cũng còn ngoài đầu cành ha. Ngoài đầu cành. Ngoài đầu cành thì cái điều đương nhiên là chúng ta phải tỉa chứ không mai mốt là trái nó không có giữ được trái, nó này, quằn cành. Không thì cũng phải đi bỏ lại nè. Dạ, đi bỏ lại. Chắc là giờ chuẩn bị tiễn cưa thứ ba. Rồi coi như là tiễn lại giáp quận rồi tiễn lại đợt nữa. Dạ, rồi giáp quận rồi tiễn được nữa. Rồi. Bây giờ chúng ta hướng dẫn thêm cho chú và một số bà con, có nghĩa rằng là chúng ta sẽ tiễn từ từ và chúng ta không có tiễn quá nhiều lần ha. Tiễn nhiều lần thì nó cũng bị sóc cây, đương nhiên là cũng sắp sổ nhị rồi. Thì bây giờ thí dụ như trường hợp này chúng ta có tiễn nữa hay không? Là chú tiễn cách đây mấy ngày rồi? Này cách này bốn ngày ha. Thì bây giờ thường thường một số bà con hỏi mình đây thí dụ như camera quay cho mình một chút xíu chỗ đây thôi, bà con thấy này, thí dụ như những cái chùm bông như thế này này đó, mình cũng kinh nghiệm là mình bỏ đi đó, là cái này là chú cũng biết rồi nha đúng không, mà chú cũng tiễn từ từ rồi. Và một số chùm bông thế này nè bà con, đây sát được không camera, đấy sát không? đây là một cái chùm bông mà là chùm bông của chúng ta là nó sum xê rồi. Thì chúng ta không nói về cái chùm bông này, nhưng cái chùm bông đơn này, đây chùm bông đơn này bà con, đây là gọi chùm bông đơn á, ốm yếu thì chúng ta có thể bỏ để nó khỏi, nó có là nó có cái giãn cách ra. Bây giờ là chúng ta cũng có thể tiễn từ từ rồi, một chùm cách nhau một chùm là khoảng gang tay là vừa lụm nha. Bây giờ là chúng ta nhìn thấy là cây này mấy năm rồi chú? Này bốn năm mấy. Nếu như mà cái cây 4 năm mấy chú mà chú không trồng sen á thì chắc nó to hơn á. Nhưng mà mình thực ra là mình đang lấy ngắn nuôi dài, đúng không? Không có thể nào mà tại kinh tế mình cũng yếu mà. Coi như hồi xưa là ngay cái gốc đu đủ đó là gốc mít á. Ngay gốc đu đủ kia là gốc mít. Rồi bây giờ chú ơi, cái mấy cây mà cây na rồi chú cũng bỏ luôn đi. Thấy con cái nó cao quá rồi. Ăn cái đợt này là cắt đầu nó xuống đó. Dạ, cắt đầu xuống. Rồi thí dụ như những cái bông đơn như thế này nè chú. Bông đơn thí dụ cái cành của mình nó nhiều rồi đó. Thì bông đơn như thế này là chúng ta cũng bỏ bớt nha. Phải không? Vậy nó đúng rồi. Bởi vì chủ yếu là bây giờ mình đi tỉa ba cái đọt trước, còn ba cái dưới này thì nó coi như mình đi tới đâu mình thấy mình lãi tới đó thôi. Dạ dạ. Bây giờ mình qua cây khác này thôi chú. Đấy, vậy là chú làm năm đầu hay sao? Này mới làm mùa đầu thôi. Làm mùa đầu cũng kinh nghiệm tràn trề hết bà con. Đây lá không có cháy lá này. Đã. Đây bà con chúng ta có thể thấy nè. Cái vườn của chú nó cũng có cái gì đó thì con sẽ thí dụ như trường hợp gì xảy ra thì con góp ý cái đấy trong cái quá trình mà mình hướng dẫn và quay video ha. Thì có cái vấn đề bị tảo đỏ thì do là cái điều kiện ẩm độ của mình trong vườn cao nó rập á, nắng nó vô không được, thì mai mốt ăn xong rồi đó chú có thể dọn na dọn mít bớt đi. Mít này kia chung chết cũng dọn luôn cho đầu. Còn lá thì bà con chúng ta có thể thấy ha, là không có cái cháy lá nào chú. Sau khi mà làm bông là chú thấy hài lòng không? Thì thấy hài lòng nhưng mà cũng chưa hài lòng lắm, nhưng mà có cái này tôi báo cho mấy chú biết thế này. Dạ, sao chú? Lý do có thể là tôi nghĩ không biết đúng hay không. Dạ. Là coi như phía ở trên clip này là bông lại ít hơn phía ngoài đó. Lý do là phía bên kia là mặt trời mọc. Rồi, mặt trời mọc nó nóng cái hơn. Nó nóng hơn, cái gốc nó hầm hơn, còn phía này phía mặt trời lặn là nó cái độ ẩm nó cao hơn. Thành thử nó có khi nó ra bông trễ hơn hoặc là có nhánh không có bông luôn. Dạ. Rồi. Đó, theo tôi nghĩ vậy đó. Có chỗ đó là không hài lòng ha. Dạ. Còn ngoài ra thì bình thường hiện tại tới bây giờ là chú cảm thấy mà bên công ty tư vấn cho chú làm sao? Thấy thì thấy cũng hài lòng. Dạ. Là hài lòng trăm trăm luôn á. Dạ, hài lòng trăm trăm ha, với cái tốc độ bông này. Là như mấy cái nhánh này nó bị gập, phía này nó rập á. Dạ. Cái độ ẩm nó còn cao khi mình siết nước á. Dạ. Thành thử ra nó ra bông hơi chậm hơn, hoặc là nó có nhánh không ra luôn. Rồi. Chẳng hạn như nhánh này không ra, giờ nó bực.
nó bực ra ha, nó bực đọt nè, nó bực đọt. Bây giờ dài này bà con mới coi nhiều mới nóc ao đọt hai ngày nay đó. Rồi chúng ta đang cái giai đoạn này nha bà con, mà nếu như thực cái tiết đó tiết thuận của cái đọt á, mà đang vào cái tiết thuận của đọt á là phải phun nóc ao đọt liền, phun cho nó đứng lại nha bà con nha. À, chứ từ đây tới giờ về sau luôn là đến lúc tiền nó về tới cứu cái ken là phục hồi lại thôi, còn không cho trẻ em ra được. Đó, bà con quay cho bà con có một số cái bông mà nó đỏ đít rồi. À chú đang so sánh với cái vườn bên kia đúng không? Đúng rồi. Rồi cái này là con cũng chia sẻ chú so sánh cái bộ lá vườn bên mình với cái bộ lá vườn bên kia nó khác nhau hoàn toàn. Ừ. Bên đó họ xiết hơi nhiều cây lá. Xiết lá với cái thứ nhất là vẫn là xài theo cái phương pháp ở của kinh nghiệm của nhà vườn á. Dạ. Là ở bên kia người ta xài bắt lon. Dạ. Còn mình đây nó không xài bắt lon, người ta cũng chưa tin nữa. Dạ. Thì bây giờ chú cảm nhận nè, cái bắt lon nó bông nó sẽ ngắn hơn. Đúng rồi. Còn bây giờ bông của chú là nó cục không? Ừ. Đó, thì bà con chúng ta là chú nghĩ cũng chú thứ mấy? Thứ ba. Chú ba. Thì chú nghĩ được. Rồi. Chú nghĩ được rồi. Thì nó đúng ra chẳng qua vì kinh nghiệm là trước đây là mình cũng xài phát lo nhiều nhưng dạ. mà thấy xài phát lo là nó rất là tổn cây. Dạ tổn cây. Là coi như là lúc trước là tôi đi làm xài lá với Ngũ Hiệp, Hiệp Đức với là mười mấy năm là xài phát lo. Dạ. Kể cả về cái vườn xài này về sau này trồng bưởi da xanh xài cũng xài bắt lo. Ừ. Đấy là cái chú sau mà cái thời gian đầu á mà chú công ty hướng dẫn cho chú là nói là về không làm bắt lo á, thì chú có suy nghĩ gì không? Chú đúng. Có nghĩ? Có suy nghĩ chứ. Bởi vì mình đã xài bắt lo mình biết rồi, thì nói là cái bài thuốc này không cần xài bắt lo thì tôi thống nhất liền là coi như là cái ngày đầu tiên là tôi xuống dưới là tôi gặp cô Diễm. Dạ. Thì hỏi sao chú cô Diễm mà hỏi sao chú sợ phát lo, tôi nói sợ bị tôi xài đó mười mấy năm rồi nó tổn cây quá. Dạ. Xài cát riết rồi, nếu mà xịt phát lo riết tứ phát lo riết rồi nó ra cái nó vượt cái cọng dài sọc này nè. Dạ. Rồi nó phân nhánh từ phân từ nó chết. Cây xài cát nó mạnh là còn sống dai, chứ cây xài chu đổ phát lo liên tục 4 năm là chết. Dạ. Đó. Nhưng mà lúc mà chú bắt đầu chú cầm cái sản phẩm về, bắt đầu chú làm á, chú có tin tưởng không? Tin tưởng chứ. Tin tưởng. Những nhiều khi nghĩ rằng là có nhiều anh nghĩ rằng sầu riêng mà làm sớm thuận không có bắt lo làm sao mà ra. Đúng rồi. Nhưng mà với cái phương pháp mà chú áp dụng đúng là như chú chia sẻ là làm sao cái đọt ở ngoài, cái lá ở ngoài nó mửa hết rồi là chú phun già lá thì chú phun kết bông mà nó ra đúng không? Đúng rồi. Dấu chú lúc đấy là chú xiết nước bao lâu chú? Xiết nước khoảng trước khoảng 10 ngày. À. Bắt đầu xuống lần tạo mầm xong rồi là bắt đầu là mấy xong là tứ thần gốc rồi mới xiết nước luôn. Rồi xiết nước luôn. Xiết nước luôn coi như là nước mưa lúc nào cũng cạn hơn nè. Dạ dạ. Rồi. Đây là một cái chia sẻ của chú cũng rất là tận tình. Thực ra là cũng rất là cảm ơn chú. Ở trong cái giai đoạn này trước đây chút, trong cái giai đoạn mà nuôi bông nhưng mà chúng ta đang hiện hiểu, chúng ta đang thấy như thế này á, thì thí dụ như mà nuôi bông á thì chú phun cái gì, lúc đó chú phun cái gì, công ty cho chú phun cái gì? Lúc nuôi bông thì phun thằng áo giáp cộng amino. Cộng amino. Chú có cộng canxi bo không? Siêu canxi bo. Dạ, thí dụ như lần hai lần đó thì mình cộng thuốc sâu rầy. Sâu rầy. Dạ. Sâu tơ dữ lắm. Sâu tơ dữ lắm không? Nó cũng sâu ăn bông ấy. Thì nó ăn bông là nó túm, là cái tơ nó túm thành tơ rồi là kén tơ là không có thuốc gì mà trị nó hết trơn. Dạ. Khó chết lắm. Khó chết này. Rồi kinh nghiệm cũng tràn trề chứ giỡn không này. Mà cái hay ở đây là chú thấy không? Cái vườn mình với vườn bên cạnh, cái này không dạ. không phải nói gì, cái vườn mình đó, nó không có cái lá nào cháy hết. À, toàn bộ như là sâu rầy mình ngừa trước chứ không có để tới mà mình nó thành kén rồi là lúc đó khó trị nó lắm. Dạ. Mặc dù mình lãi bông bỏ bớt nhưng mà mình diệt nó, thà mình lãi mình bỏ chứ không để nó túm thành tơ. Dạ. Có nghĩa là cái vườn sầu riêng này là năm nay là chúng năm làm lần đầu. Coi như là cái nó chỉ mới 4 năm 3 tháng tuổi à. Dạ, kinh nghiệm cũng lần đầu á. Đây là anh tiễn bông nè. Đây ai nói bà con này không bật lo nha thì bà con cũng biết rằng là nó bông nó dài. Bông nó dài và cái đòn cuốn sau này cái bông chúng ta trái đó chúng ta nó dính ra mà nó không có va chạm với nhau. Ôi, bông này anh Hoàng coi thêm bông kinh khủng. Chú bây giờ là chú kiểm tra chú quản lý nhịn đỏ với rệp sáp nữa nghe. Đúng rồi. Thì cái mùa đây là coi không, mùa này mùa đó mà. Mùa này mùa đó. Thì chú thấy ba rủ tôi là nhịn đỏ đó. Dạ. Nhưng mà điều quê bị gì cái đó không cần thiết, là vì cuối tháng này là tôi cắt lá hết rồi. Rồi.
Ồ, về cắt lá là mình lấy trái hay sao? Cắt lá cho là cái trái cũ khúc trên nó vàng. Ừ. Nè. À, nó cũng kinh nghiệm ha. Ờ chú, như cái trái đó là mình hái mình bán ha, cho người ta đô không được hả? Bán chừng Tết á. À, chừng Tết ha. Này tôi có nhỏ con nó đóng đi Hà Nội lận. À, như một ký bán bao nhiêu tiền? Hồi năm rồi là gửi ra Hà Nội bán được 20 mấy ngàn ký. À đó, bà con cũng là một cái lấy kinh tế lái ngắn nuôi dài, qua cho bà, cho một số bà con coi cái đu đủ vàng này bà con. Chúng ta lâu lâu chúng ta xem những cái câu chuyện thú vị vào một chút xíu. Còn vừa rồi là mít cái là mình cũng trồng sen, hồi xưa là cứ mít mình trồng sen. Trồng sen là coi như nó gặp tới đâu được cắt tỉa mít tới đó. À dạ. Rồi lúc mà sao mà chú biết bên công ty chú? Hả? Sao chú biết bên công ty? Trời ơi, mở là gõ lên mạng gặp mặt cưa cô quanh hoài mà với ông kỹ sư Hùng á. Kỹ sư Hùng ít gặp con phải không? Lâu lâu mới gặp rồi. Con. Rồi cái đây một thêm một cái kinh nghiệm nữa để chúng ta chia sẻ lại nha bà con. Như cái quá trình này làm bông làm trái thì bà con cũng đã coi rất là nhiều video mà chúng ta thấy rằng là cái lá nó không có bị cháy lá, nhưng có một chút nữa, nếu như mà năm sau con chỉ chú thêm một cái kinh nghiệm nữa nha. Đúng rồi. Năm sau là khi cái bông của chúng ta nó ra mà khoảng 1 đến 2 cm mình cho kéo đọt luôn đó, rồi sau đó đến cái lúc sổ nhị này á là mình phải hạm đọt, có nghĩa là lúc sổ nhị là đọt nó không có ra nữa đâu, có nghĩa là mình cho kéo đọt lúc rồi. Cái thời điểm bông nó ra chú, thì bây giờ còn thời điểm này nếu đọt có nhốt là phải chặn đọt liên tục, có nghĩa là chúng ta không cần phải phun quá liều, nhưng chúng ta phun có nghĩa là một cái chai mạnh long nóc ao đọt á, chú chỉ cần phun ví dụ như 400 lít nước, nhưng chú phun ví dụ như nhiều lần. Yeah. Thay vì chú pha 200 lít nước, chú phun một lần rồi 7 bữa hay 10 bữa chú quan sát lại không? Chú cứ phun rút cái khoảng thời gian đó lại nha, chú nha. À, chúng ta bà con chúng ta là quan sát một chút xíu. Đây cũng là chú nó cũng nhậu ngồi chú chéo và nói chuyện nghe, nói chung là hồi bữa giờ làm bông làm trái là cũng ăn ngủ không yên chứ. Thấy là có mưa rồi có thấp thỏm không? Không, nói đúng ra thì mưa thì có thuốc xịt. Dạ. Thì mình cũng không bị gì, hồi trước giờ mình làm xài cát ra thì coi như là khi mà nó ra bông sổ nhị là mình mưa phải rửa. Dạ dạ, ở đây là chú cũng thường xuyên là lấy siêu canxi bo chú cộng với siêu giáp. Đúng rồi. Chú phun vào bông hay là chú có phun qua lá không? Phun bông lá luôn. Bông lá luôn hay. Dạ. Nói chung là chúng ta phun ngoài bông ngoài lá thì nó cũng quản lý được tốt cái bo, nó giúp cho cái lá chúng ta hạn chế vấn đề rụng rụng lá. Còn cái bo với siêu giáp thì phun vào bông như thế này thì nó sẽ chắc cái cuốc. Đây bà con nhìn thấy này, đây anh camera sáng chút xíu này, đấy mọi người này nhìn nó dẻo này, đấy, nó dẻo này, đấy chúng ta thả xuống này nó dẻo này. Còn mà ví dụ như mà trường hợp mà nó không có dẻo á, là chúng ta đụng chúng thả ra nó gãy bộp liền à, thấy không chú? Thì coi như là 2-3 ngày tôi đi là tôi làm nha. Dạ. Mình kiểm tra cái bông mình nó coi nó có rụng hay không. Đó, đây là cái chiêu vậy hả? Cứ cầm con làm vậy, tay chú làm thử á, mới để chú làm coi. Vậy hả? Đúng ghê trời. Ví dụ như giờ có sâu có gì nó cũng rớt ra nữa, hoặc là cái bông rụng nó kẹt trong á, nó bị bệnh rồi đó, nó bệnh nó rồi mình nếu không làm cho nó rớt thì nó nhiều khi nó bị lây. Dạ. Vậy là cái kết quả ngày hôm nay chúng ta chưa về đích, nhưng kết quả tới ngày hôm nay là mình cũng tạm thời là chú thấy như thế nào? Thì thấy cũng bước đầu là mình thấy là nó ra bông như vậy là thấy mình cũng an tâm rồi đó. Dạ, an tâm hay cũng hơi tự tin chút. Hơi tự tin chút. Đó. Rồi còn đó. Cái kết quả nó đậu trái ra sao là chuyện đó mình chưa có biết được. Dạ dạ. Thì bây giờ cái vấn đề của chúng ta cần phải giải quyết là cứ chú y như cái quy trình dạy chú nuôi bông. Chú nuôi bông xong là đến, có nghĩa là thường thường là chú xịt siêu amino sinh học cộng với siêu canxi bo cộng với siêu đấu giáp. Đúng. Đúng rồi, chắc cú luôn. Hai lần thì thí dụ hai lần phải cộng thuốc sâu rầy. Thuốc sâu rầy. Rệp sáp nữa ha chú ạ. Để mình ngừa đó. Dạ, rồi đó, đấy chỉ nhiêu vậy thôi. Rồi bây giờ là cái vấn đề chúng ta là cần phải chặn đọt nếu như mà chúng ta thấy, mà tốt nhất là chú nên chặn, hôm bữa chú chặn rồi phải không? Đúng rồi, mới xịt 2 ngày nay. Nó thấy nó có lè lè. Nó có lè phải không? Lè lè. Thì bà con cũng nhìn từ xa là cái cây sầu riêng bên kia, trong kia là bông ngộp trời đó, nhưng từ xa là không có cái lá nào cháy hết, thấy không? Là chúng ta thấy yên tâm rồi. Nó sẽ nuôi bông nuôi trái, nhưng sau này một chút xíu nữa cái kinh nghiệm năm sau nha, mình cho kéo đọt luôn. Thì nó đúng rồi, hôm rồi là tính kéo đọt, nhưng mà cái bông này nó ra
nói đúng ra cái đợt bông này nó ra hai mạnh, ra hai, ra rất là mau, mau phải không, ra mạnh nè. Thử cô Diễm cô cho xịt nóc ao bao là cho xịt ra đọt tứ một bộ là coi như phục hồi rồi đó. Dạ. Nhưng mà đọt nó thấy nó ra không kịp rồi đó, cô Diễm là thôi chặn lại. Dạ dạ. Cái kinh nghiệm như thế này để chú luôn. Ví dụ như trường hợp mà nó ra như cái hột bách, chúng ta đang là vú bò rồi, nó ra như hột bắp, nó vẫn có đọt, là có nghĩa là nó ra hơn cái nó ra không phải hột đậu xanh rồi, nhưng mà đọt nó vẫn lé, thì mình cứ kéo, mình kéo đến lúc nó mở được cặp lá rồi mình quất nó chặn nó lại. Thì nó lấy cái mới đợt đầu mình chưa kinh nghiệm, chứ theo tôi thì nếu mà ra thấy nó ra mắc cua đều hết, nó sáng mắc cua rồi là cho ra đọt là vừa. Dạ đúng rồi, chứ còn cái này nó hơi dài quá rồi, thành thử cô Diễm có nói là không kịp chú ơi. À thôi bây giờ chú nấu ao đọt. À tôi nói nấu ao đọt thì gửi thuốc lên, chứ giờ bất tử không có thuốc. Không, bây giờ thì tinh thần là mấy cái bông ở ngoài là lãi bỏ, đọt thì chặn, bộ lá này giữ vững. Rồi anh em chúng ta quan sát đi theo nữa camera với chú ba coi nha bà con. Cái vườn chú ba hàng trăm cây mít này rất đúng rồi chú ơi. Đúng đúng. Đúng để chi nữa. Đây bà con. Đu đủ này, đây là một trong những trồng sen. Bà con nào muốn trồng cái này á thì có thể kết nối để liên hệ với chú ba. Chú ba có đầu mối thu mua ở tại Hà Nội luôn đó chú, cứ gửi xe là đi luôn ha. Đó thì nói chung là với trung bình thì tùy theo cái giá thời điểm, nhưng mà ví dụ như thường thường chú ba nói ở cứ 20.000 15.000 ký thì cũng tùy theo địa điểm chú ba. Tùy theo mỗi năm, tùy theo mỗi năm, tùy theo năm. Chúng ta thấy rất là đẹp, tí nữa lén lén hang trộm cái bà con. Cái này là coi như sáng giờ tính xịt rửa cho nó trôi bớt ba cái quần quậy. Tính hai trộm. Để bà con chúng ta quan sát là cái bộ lá ăn dày là còn gì nữa đâu mà phải bàn phải cãi, không có một cái lá nào cháy hết nha bà con. Đấy bà con, hầu giờ là anh camera vô anh quay cho bà con không ai làm lá. Có mấy cây này nó rớt lá hay nhiều nè, tôi cứ moi róc rồi mà gọi moi rễ nó coi có nó bị xì mũ không mà không thấy gì hết trơn. Không mà không thấy. Cái này nó hồi xưa giờ anh trồng nó cũng thiếu đất nữa. Thiếu đất không thấy cái gốc của mình nó có nhiều à, trời quơ bông chứ trời thiệt luôn này. Vậy là thấy mê rồi. Vậy chú cháu mình chụp tấm hình lưu niệm coi chú ba bà con coi video cũng thông cảm nha, mấy hai rồi, chú cháu góc mấy kia rồi mới giữ thôi qua cái góc giữ đây rồi chụp cho nó đẹp phải không mọi người. Mấy góc này thì nó hơi bông ra đều quang hết rồi, bông ta bông nha. Thì coi như là cái miếng này tôi được 90 góc mà tôi làm đợt này là đạt 70 góc á. 70 góc còn mấy chục góc kia là mình còn giữ lại còn nhỏ với còn nhỏ với số mình giảm sau giảm sau có 70 góc là hoàn toàn là ra hết 100%. Đúng rồi. Nào, kinh khủng. Cái nhành này á hồi xưa á chú ba mà để ý á, cái nhành này là bỏ đâu được rồi. Cái nhánh đó nếu mà năm nay nó đậu được một trái là năm tới là cắt bỏ rồi. Nhánh không này cắt nó cũng chết nữa. Cái nhánh này này, cái nhánh đây nữa này. Đúng rồi. Chú cháu mình chụp tấm hình chú ba ngồi chú cháu chú đây là chú ba đó các bạn. Ai bà con nào trồng mít trồng sầu riêng đồ kết nối. chú để lên chú ba để tay lên đúng rồi ok rồi, cảm ơn chú ba rất là nhiều một cái chia sẻ. Đây anh camera đây này mọi người tiễn này. Bây giờ nói chung là mình cũng không cần phải nói gì nhiều nữa, tại chú ba cũng đã nói rất là rõ ràng rất là nhiều ở trong các cái cho anh mượn lại cái điện thoại trong các cái chia sẻ mà chú ba cái kinh nghiệm mà chú ba chia sẻ chú vuốt coi chú ba. lấy tay chú vuốt dãy luôn ha. Vuốt vậy là mình kiểm tra ra chú vuốt mạnh hay còn không dám vuốt lại không phải cây của con. Thì nó cái dây cuốn nó dài nó cũng đâu có gì. Thí dụ mình có chỏi mà gãy một hai bông đâu thành vấn đề. Không thành vấn đề. Đây, chú ba mạnh dạn vuốt cái cành kia con coi thử coi. Đấy đấy. Đấy là nếu như mà có sâu có bệnh gì nó nằm trong mấy kỹ đấy thì nó cũng rớt hả chú ba. Rớt cái chỗ đây này chú ba, chú vuốt thử coi chú ba rồi. Mà xịt hình như canxi bo vô là nó dẻo dài cái cuốn chứ. Đúng rồi. Nếu như mà làm mặt lo là kéo một cái là rụng á. Nó giòn á, giòn cuốn.
Đây, bà con chúng ta coi một cái video chia sẻ mà cũng thực tế. Cái bộ lá êm quá cho bà ơi. Lá êm. Cái này là do cái vườn của mình á trồng nó xen xen nhiều thứ quá đó, nên là nó bị cái tình trạng là đôm rồng như tạo đỏ á. Đúng rồi, bị tạo vì vì cái này nó hơi rập nè. Hơi rập. Nhưng mà như vậy là thấy ổn rồi. Ra là 100% hết. Nó là 90 cây mà 20 cây mình không có làm, còn là làm 70 cây. Trong một cái vườn mình cũng mong muốn rằng là năm nay như chú ba vậy đó. Nhánh này nếu mà để trái được ăn một trái rồi là nó chết nè. Nhánh này chắc đúng rồi, nhánh này là theo truyền thống bà con gọi là nhánh đực đó, nó cũng đúng ra rồi. Trái, nó cũng ra trái nhưng mà sao mà nó ngủm. Hồi xưa chú ba, lúc nó ra nhiều không? Nó ra thì nó ra mắc cua cũng tương đối đều. Tương đối đều ha. Mà lúc đấy là lúc chú ba nó ra mắc cua rồi, chú ba có xịt kéo kéo bông không, siêu kéo bông không? Có chứ. Nó xịt nó ra đều, thấy ra mắc cua đều rồi xịt kéo bông. Kéo bông, chú ba có cộng gì nữa không? Thì kéo bông thì cũng xịt cộng canxi bo với thằng áo giáp đó. Áo giáp luôn. Rồi cộng thêm thuốc sâu luôn. Dạ. Sâu. Mấy hôm nay là chú ba có xài rồ combi gì không? Có. Nó tăng thêm cái hàm lượng vi lượng phải không? Tăng năng lượng cho cái cây.